kỳ diệu của bóng đêm không xa lạ với bất kỳ ai. Mặt trăng thần bí đã mê hoặc nhân loại suốt hàng thế kỷ. Những ngôi sao đã tăng thêm phần lung linh cho vô số cuộc hẹn hò. Và cơn gió nhẹ buổi hoàng hôn đã trở thành một dạ khúc làm say đắm lòng người. Hãy cùng chúng tôi khám phá cuộc sống về đêm. Một số thì thoải mái chơi bời, trong khi một số khác vẫn bận rộn làm việc như thường. Hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá sự kỳ diệu của tự nhiên với một trong những phát hiện vĩ đại nhất của nhân loại mà nếu thiếu đi nó, màn đêm sẽ kém lung linh hơn. Kẻ phá hoại kinh khủng nhất này cũng chính là người bạn tốt nhất của con người. Nó chính là bước đi đầu tiên của loài người trong hành trình tiến tới văn minh. Khoảng 9.000 năm trước, con người ở thời kỳ đồ đá mới đã nhận ra rằng nếu lấy đá lửa cọ vào quặng pyrit có thể tạo ra được những tia lửa nhỏ có thể cháy bùng lên. Không lâu sau, họ không cần phải phụ thuộc vào mặt trời nữa. Họ có thể tạo ra hơi ấm và ánh sáng ở bất cứ đâu. Và kể từ đó, ánh sáng đầu tiên ấy đã soi rọi cuộc sống của chúng ta cả về vật chất lẫn tinh thần. Nếu không có lửa, sẽ không có sắt hay khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, lửa cũng mang giá trị biểu tượng. Bằng cách khống chế lửa, nhân loại đã mang thứ ánh sáng thần thánh xuống trần gian. Ở nước Anh trước thời kỳ La Mã, khi ngày trở nên ngắn hơn và đêm bắt đầu dài ra, người center có thể tăng thêm sức mạnh cho ánh mặt trời đang yếu đi bằng cách thắp lên những đám lửa lớn. Thậm chí hôm nay chúng ta vẫn có thể tìm thấy dấu vết của việc thờ thần lửa. Ở làng Ottery St. Mary thuộc thành phố Devonshire phía tây nước Anh, dân làng vẫn tổ chức một lễ hội kế thừa từ người center cổ xưa. 17 chiếc thùng được tẩm hắc ín do 17 quán rượu trong vùng tài trợ được khiêng qua những con phố hẹp. Những người khiêng thùng, hay như người dân ở đây vẫn gọi là những con lăn, sẽ tham gia những cuộc thi đấu mang tính chất giao hữu. Tuy vậy, giữa họ có một tình bạn rất thân thiết. Thường thì khiêng thùng là một vị trí cha truyền con nối và những người được chọn rất tự hào vì điều đó. Đây không phải là công việc dành cho những người thiếu kinh nghiệm. Qua cuộc sống về đêm, chúng ta sẽ biết thêm câu chuyện về cái đuôi của động vật. Một cái đuôi có thể là một lễ hội di động, nhưng đôi khi cũng là một thứ có thể bỏ đi được. Con thằn lằn sa mạc này có vẻ sắp hết đời vì bị bọ cạp bắt phải không? Nhưng sai rồi. Như một phép thần kỳ, con thằn lằn sử dụng một cơ ở lưng, ngắt một khớp ra để tự cắt đuôi. Sau này cái đuôi sẽ mọc dài trở lại. Từ những con thằn lằn tự dựng đuôi, chúng ta sẽ cố gắng làm sáng tỏ một bí ẩn rất thú vị về việc làm thế nào chúng thách thức được trọng lực. Một vài sinh vật của bóng đêm không chỉ trở thành những vị khách không mời của chúng ta, mà còn có thể thách thức những nhà ảo thuật tài ba nhất với khả năng của mình. Những côn trùng này coi thường cả lực hấp dẫn. Chúng đi trên tường, thậm chí trên trần nhà một cách rất dễ dàng. Trọng lực không đủ lớn để kéo chúng rơi xuống. Ở chân thằn lằn có những cái móng tí hon để bám chắc trên những bề mặt xù xì. Mỗi chân lại có một lớp da mềm và dính giúp chúng dính vào những bề mặt trơn nhẵn. Đồng thời độ lớn của trọng lực phụ thuộc vào khối lượng, trong khi đó chúng lại là những sinh vật tương đối nhẹ, lực tác dụng lên chúng không đáng kể. Thế còn những loài to lớn hơn? Một động vật với kích thước nhỏ như tắc kè có thể kiêu kỳ chế giễu lực hút của trái đất.
Chúng chạy qua chạy lại trên tường như thể trọng lực không hề tồn tại bởi những ngón chân đặc biệt của chúng có thể bám trên mọi địa hình. Mỗi chân của tắc kè có khoảng nửa triệu chiếc lông tơ, mỗi chiếc lông lại được chia thành hàng nghìn cái thìa nhỏ xíu. Điều đó tạo ra hơn 100 triệu điểm tiếp xúc cực nhỏ giúp bám vào bề mặt phân tử mà tắc kè bò qua. Và khi muốn di chuyển, nó chỉ cần cuộn ngón chân lại, phá vỡ liên kết phân tử. Thường thì tắc kè không được chào đón, nhưng thực ra chúng rất tận tâm trong việc báo đáp cho chủ nhà. Chúng ăn rất nhiều côn trùng trong nhà, nhưng cũng nên cẩn thận bởi chúng khá nóng tính và cắn rất đau. Vì thế, hãy để chúng tự do đi lại. Nếu bạn cho rằng cuộc sống của mình có quá nhiều khó khăn, bạn có thể học hỏi được vài kinh nghiệm sống từ những sinh vật của bóng đêm này. Trong cuộc chiến sinh tồn, bắt chiếc có thể là một kỹ năng vô cùng hữu hiệu. Chẳng hạn nếu muốn sống trên một cái cây, tốt hơn hết là trông giống cái cây ấy. Bạn có thể là một cái cành, một phần của tán lá hay thậm chí là một cái gai. Là một mảnh thân cây cũng là một ý hay. Nhưng hãy đợi đến khi chúng đưa mánh khóe lợi hại nhất ra trình diễn. Và nghệ sĩ trong tiết mục này là rắn mũi lợn. Một con rắn indigo đang lảng vảng gần đó để bắt rắn mũi lợn. Một trò bịp không thể tuyệt vời hơn. Ngay trước mũi kẻ thù, nó lăn ra giả chết. Nó dễ chết một cách bi thảm bởi nó biết rằng rắn indigo chỉ thích ăn thức ăn tươi sống. Nó kết thúc màn biểu diễn với cái lưỡi thè ra đầy đau đớn khi kẻ săn mồi đã tới gần hơn. Rắn mũi lợn tiết ra mùi thịt thối rữa phảng phất khiến cho con indigo ghê tởm mà bỏ đi. Khi nguy hiểm đã qua, rắn mũi lợn sống lại một cách kỳ diệu. Nhân vật chính chưa chết và màn kịch lại tiếp tục. Một số loài lại tận dụng bóng đêm một cách rất yên bình. Chúng đi ngủ. Những con hải cẩu thầy tu này rất thích ngủ. Một con hải cẩu thầy tu có thể ngủ say sưa suốt 96 giờ đồng hồ hay 4 ngày liên tiếp. Sự tàn phá của cơn bão Katrina không thể làm giảm đi tinh thần lễ hội ở New Orleans. Nhưng có một thứ còn tinh tế hơn đang lẩn quất trong cuộc sống về đêm ở nơi đây. Cuối tháng 2, khi những người dân New Orleans đang tổ chức festival nổi tiếng của họ,
các bác nông dân lại lo lắng nhìn lên bầu trời, bởi đó cũng là thời điểm những con chim hét đe dọa mùa màng. Chiều dần buông, lễ hội càng trở nên náo nhiệt hơn. Họ chào đón các vị khách, nhưng tất nhiên không hề mong đợi những con chim hét vốn đã định cư ở đây. Khi mặt trời lặn, 20 triệu con chim hét phủ kín các ngọn cây. Còn ở phía dưới, con người vẫn tiệc tùng. Khi đám rước thần Ba Chút vừa ngang qua, xa xa trong rừng, một cuộc tìm kiếm đầy sát khí cũng đang diễn ra. Những con chim phá hoại mùa màng, nhưng chúng cũng âm thầm đe dọa sức khỏe của chúng ta với hàng lớp phân dưới những gốc cây chúng trú ngụ. Các nhà khoa học đang nghiên cứu phân của chúng với sự cẩn trọng tuyệt đối. Một loại nấm mọc trên phân chim hét có thể gây ra một loại bệnh phổi chết người gọi là bệnh histoplasmosis. Bệnh này hình thành khi con người hít phải các bào tử nấm. Khi mắc bệnh, người bệnh sẽ bị sốt, tức ngực và nếu các cơ quan khác bị ảnh hưởng, bệnh có thể dẫn đến tử vong. Nghiên cứu để tìm ra cách điều trị vẫn đang được tiến hành. Các nhà khoa học hy vọng rằng tìm hiểu nguyên nhân có thể giúp rút ra giải pháp. Cuộc hành trình xuyên màn đêm vẫn tiếp tục. Và giờ là sự kỳ diệu đến từ đầm nước ở Borneo. Khi màn đêm buông xuống, kiến thợ dệt đã sẵn sàng phô diễn khả năng đặc biệt của mình. Chúng giao tiếp với nhau bằng cách để lại các dấu vết trên đường đi. Cộng tác là điều không thể thiếu nếu chúng muốn bắt được những thứ to lớn hơn như ve sầu. Cả đàn đã nhận được tín hiệu và kéo đến quanh con mồi. Ấu trùng kiến nhỏ bé giống một lọ keo sống tiết ra một sợi tơ, rồi kiến thợ dùng chúng để khâu lá cây lại với nhau. Đó chính là lý do tại sao chúng lại được gọi là kiến thợ dệt. Phòng này sẽ được dùng làm tủ đựng thức ăn. Thay vì tấn công, kiến thợ dệt thường chăm sóc và bảo vệ sâu bướm vì nó có mùi hương giống với mùi kiến và làm chúng thấy dễ chịu. Sâu bướm cũng tiết ra một chất ngọt từ bụng để thưởng cho những người chăm sóc tình cờ của nó.
Yến chăm sóc và cho rất nhiều loài thuộc họ nhà dẹp uống sữa, như thể chúng là một đàn bò sữa vậy. Chúng cư ngụ gần nơi ở của họ nhà dẹp. Những sinh vật nhỏ bé này ăn nhựa cây chi bần. Cũng giống như sâu bướm, những con dẹp tiết ra chất ngọt để nuôi kiến. Đổi lại, kiến bảo vệ dẹp khỏi những loài sâu bọ khác. Chim cánh cụt thần tiên ở Australia cao chưa đầy 35 cm. Chúng là loài duy nhất rời khỏi mặt đất vào buổi bình minh và chỉ quay trở về khi đêm xuống. Cả mọi người đều muốn quây quần bên nhau trong những đêm đông lạnh giá. Một vài loài ngủ trong suốt mùa đông. Trong khi đó, loài lửng không hề ngủ đông chút nào. Vào những ngày lạnh giá, chúng không ngủ mà chỉ hoạt động một cách uể oải. Quá trình trao đổi chất của chúng giảm xuống giống như khi ngủ đông, nhưng thời gian đó không kéo dài như ngủ đông. Không giống như khi ngủ đông, chúng không cần chuẩn bị gì ngoài việc lấy lá cây che hang để tránh gió lùa. Cuộc sống mới vừa bắt đầu sinh sôi ở một nơi khác trong lúc chúng ta tiếp tục cuộc phiêu lưu trong màn đêm. Khi đêm xuống trên bãi biển Costa Rica, rùa biển Olive Ridley tụ tập lại trên sóng, háo hức được lên bờ đẻ trứng. Trứng của loài rùa biển này rất quý giá bởi số lượng rùa còn lại không nhiều. Đứng giữa nhóm tình nguyện viên là nhà sinh vật học Braddan Arrows, người đã khởi xướng dự án bảo tồn rùa biển. 5 năm trước, tất cả số trứng trên bãi biển đều bị những kẻ săn trứng trộm lấy đi. Từ đó đến nay, không có một con rùa con nào được sinh ra. Số lượng rùa giảm xuống theo từng năm. Giờ đây, Braddan đang nỗ lực để bảo tồn loài động vật này. Các nhà sinh vật học sẽ theo dấu rùa cái trên cát để tìm đến tổ của chúng. Trong lúc đó, Radan đi gặp một vài người dân địa phương, cố gắng thuyết phục họ không ăn trứng rùa nữa. Thu thập trứng rùa đã trở thành một thói quen mà người dân nơi đây rất ưa chuộng. Vì thế Radan phải mất nhiều thời gian mới thuyết phục được họ. Một vài chai bia có thể giúp anh đạt được mục đích và bảo vệ rùa biển. Những vị khách cổ xưa thường đến bãi biển này vào ban đêm. Trong lúc đó trên bãi biển, nhóm tình nguyện viên vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Tín hiệu này có nghĩa là họ đã tìm được thứ gì đó. Những dấu vết trên cát đã dẫn những người trợ giúp tìm đến một ổ trứng còn rất mới. Cách duy nhất để đảm bảo chúng có thể chờ được đến ngày nở là đào số trứng lên và đưa đi nơi khác. Vỏ trứng không giòn mà có cấu tạo như một màng da mềm. Mặc dù vậy,
họ vẫn phải cẩn thận với số trứng. Số trứng được đo kích thước và cân để biết được kích thước trứng ảnh hưởng đến số con sinh ra như thế nào. Cũng trong đêm đó, sau khi đo kích thước, họ lại chôn trứng xuống cát tại một khu vực an toàn gần nhà. Ổ trứng này đã được cứu và những vị khách lúc đêm khuya của chúng ta sẽ tiếp tục sinh sôi. Giữa tháng 2 và tháng 4, màn đêm báo hiệu một giai đoạn trong cuộc đời một sinh vật sắp kết thúc và một giai đoạn khác sắp bắt đầu. Sau 6 tháng ngủ đông trong những gốc cây già hay trong hang, loài cóc Mandylay đã tỉnh dậy với nhu cầu giao phối rất lớn. Chúng giao phối trong nước và có vẻ thích cái ao nơi chúng đã sinh ra hơn những nơi khác. Lần nào chúng cũng quay về đó để tìm bạn tình. Từ rất xa xưa, chúng đã có thói quen đến vùng hồ Mandylay này. Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi con người xây dựng một tuyến đường cắt ngang đường di cư của chúng. Khoảng thời gian có nhiều cóc đi qua đây là khi trời bắt đầu tối, trùng với giờ cao điểm của con người. Phải làm gì đó để số cóc không bị nguy hại. Đây là William và nhóm các nhà sinh vật học đến để giải cứu chúng trong những chiếc xe đưa sữa. Một hàng rào mắt cáo được đặt ven đường, một đầu chôn xuống đất tạo thành rào cản, ngăn những du khách qua đường. Nếu nhiệt độ trên 6 độ C và độ ẩm hợp lý, những nhà sinh vật học trong đội giải cứu cóc Mandylay này sẽ ra ngoài với một chiếc đèn pin. Họ bắt tất cả số cóc đang mắc kẹt trong hàng rào và bỏ vào thùng. Khi đó, một số người khác đi quá lên quãng đường không có rào chắn để kiểm tra xem có con cóc nào ở đó không. Công việc này sẽ kéo dài suốt buổi tối cho đến khi những kẻ di cư ít dần đi vào khoảng nửa đêm. Khi những chiếc giỏ đã đầy, các tình nguyện viên cho số cóc vào một cái thùng lớn hơn. Căn đúng thời gian là quan trọng nhất. Trời ngày một khuya, số cóc qua đường cũng ít đi, đồng thời lượng xe trên đường cũng thưa hơn. Đến nửa đêm, hầu hết các tình nguyện viên đã về nhà, còn William bắt đầu đếm số cóc họ thu được trong đêm. Anh phân loại chúng theo giới tính và dựa vào những chiếc giỏ để biết được con nào mới đang trên đường ra hồ, còn con nào đã quay về. Mang theo số cóc đang hướng ra hồ, anh đưa chúng đến nơi chúng muốn đến. Những con cóc này sẽ phải đi 4 km để tìm đến mặt nước và hiện giờ những con cóc đực đang trên đường. Khi đến nơi, nó sẽ dính lấy con cái gần nhất cho đến khi nó đẻ trứng. Nhưng tỷ lệ giới ở cóc là 5 con đực có 1 con cái, vì vậy đôi khi một con cái phải chịu đựng sức nặng của toàn bộ những kẻ theo đuổi. Khoảng giữa hè, một thế hệ cóc mới sẽ ra đời. Chúng chỉ nhỏ hơn móng tay cái của chúng ta. Khi đó, nhờ có đội giải cứu, chúng sẽ tìm một nơi ở mới để ngủ đông. Đối với Randall và William và nhiều nhà sinh vật học trên khắp thế giới, cuộc sống về đêm mang một ý nghĩa khác. Nhưng chính họ là người đem đến hy vọng cho những sinh vật trên khắp hành tinh và cho cả loài người.
kỳ diệu của bóng đêm không xa lạ với bất kỳ ai. Mặt trăng thần bí đã mê hoặc nhân loại suốt hàng thế kỷ. Những ngôi sao đã tăng thêm phần lung linh cho vô số cuộc hẹn hò. Và cơn gió nhẹ buổi hoàng hôn đã trở thành một dạ khúc làm say đắm lòng người. Hãy cùng chúng tôi khám phá cuộc sống về đêm. Một số thì thoải mái chơi bời, trong khi một số khác vẫn bận rộn làm việc như thường. Hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá sự kỳ diệu của tự nhiên với một trong những phát hiện vĩ đại nhất của nhân loại mà nếu thiếu đi nó, màn đêm sẽ kém lung linh hơn. Kẻ phá hoại kinh khủng nhất này cũng chính là người bạn tốt nhất của con người. Nó chính là bước đi đầu tiên của loài người trong hành trình tiến tới văn minh. Khoảng 9.000 năm trước, con người ở thời kỳ đồ đá mới đã nhận ra rằng nếu lấy đá lửa cọ vào quặng pyrit có thể tạo ra được những tia lửa nhỏ có thể cháy bùng lên. Không lâu sau, họ không cần phải phụ thuộc vào mặt trời nữa. Họ có thể tạo ra hơi ấm và ánh sáng ở bất cứ đâu. Và kể từ đó, ánh sáng đầu tiên ấy đã soi rọi cuộc sống của chúng ta cả về vật chất lẫn tinh thần. Nếu không có lửa, sẽ không có sắt hay khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, lửa cũng mang giá trị biểu tượng. Bằng cách khống chế lửa, nhân loại đã mang thứ ánh sáng thần thánh xuống trần gian. Ở nước Anh trước thời kỳ La Mã, khi ngày trở nên ngắn hơn và đêm bắt đầu dài ra, người center có thể tăng thêm sức mạnh cho ánh mặt trời đang yếu đi bằng cách thắp lên những đám lửa lớn. Thậm chí hôm nay chúng ta vẫn có thể tìm thấy dấu vết của việc thờ thần lửa. Ở làng Ottery St. Mary thuộc thành phố Devonshire phía tây nước Anh, dân làng vẫn tổ chức một lễ hội kế thừa từ người center cổ xưa. 17 chiếc thùng được tẩm hắc ín do 17 quán rượu trong vùng tài trợ được khiêng qua những con phố hẹp. Những người khiêng thùng, hay như người dân ở đây vẫn gọi là những con lăn, sẽ tham gia những cuộc thi đấu mang tính chất giao hữu. Tuy vậy, giữa họ có một tình bạn rất thân thiết. Thường thì khiêng thùng là một vị trí cha truyền con nối và những người được chọn rất tự hào vì điều đó. Đây không phải là công việc dành cho những người thiếu kinh nghiệm. Qua cuộc sống về đêm, chúng ta sẽ biết thêm câu chuyện về cái đuôi của động vật. Một cái đuôi có thể là một lễ hội di động, nhưng đôi khi cũng là một thứ có thể bỏ đi được. Con thằn lằn sa mạc này có vẻ sắp hết đời vì bị bọ cạp bắt phải không? Nhưng sai rồi. Như một phép thần kỳ, con thằn lằn sử dụng một cơ ở lưng, ngắt một khớp ra để tự cắt đuôi. Sau này cái đuôi sẽ mọc dài trở lại. Từ những con thằn lằn tự dựng đuôi, chúng ta sẽ cố gắng làm sáng tỏ một bí ẩn rất thú vị về việc làm thế nào chúng thách thức được trọng lực. Một vài sinh vật của bóng đêm không chỉ trở thành những vị khách không mời của chúng ta. Nó dễ chết một cách bi thảm bởi nó biết rằng rắn indigo chỉ thích ăn thức ăn tươi sống. Nó kết thúc màn biểu diễn với cái lưỡi thè ra đầy đau đớn khi kẻ săn mồi đã tới gần hơn. Rắn mũi lợn tiết ra mùi thịt thối rữa phảng phất khiến cho con indigo ghê tởm mà bỏ đi. Khi nguy hiểm đã qua, rắn mũi lợn sống lại một cách kỳ diệu. Nhân vật chính chưa chết và màn kịch lại tiếp tục. Một số loài lại tận dụng bóng đêm một cách rất yên bình. Chúng đi ngủ. Những con hải cẩu thầy tu này rất thích ngủ.
một con hải cẩu thầy tu có thể ngủ say sưa suốt 96 giờ đồng hồ hay 4 ngày liên tiếp. Sự tàn phá của cơn bão Katrina không thể làm giảm đi tinh thần lễ hội ở New Orleans. Nhưng có một thứ còn tinh tế hơn đang lẩn quất trong cuộc sống về đêm ở nơi đây. Cuối tháng 2, khi những người dân New Orleans đang tổ chức festival nổi tiếng của họ, các bác nông dân lại lo lắng nhìn lên bầu trời, bởi đó cũng là thời điểm những con chim hét đe dọa mùa màng. Chiều dần buông, lễ hội càng trở nên náo nhiệt hơn. Họ chào đón các vị khách, nhưng tất nhiên không hề mong đợi những con chim hét vốn đã định cư ở đây. Khi mặt trời lặn, 20 triệu con chim hét phủ kín các ngọn cây. Còn ở phía dưới, con người vẫn tiệc tùng. Khi đám rước thần Ba Chút vừa ngang qua, xa xa trong rừng, một cuộc tìm kiếm đầy sát khí cũng đang diễn ra. Những con chim phá hoại mùa màng, nhưng chúng cũng âm thầm đe dọa sức khỏe của chúng ta với hàng lớp phân dưới những gốc cây chúng trú ngụ. Các nhà khoa học đang nghiên cứu phân của chúng với sự cẩn trọng tuyệt đối. Một loại nấm mọc trên phân chim hét có thể gây ra một loại bệnh phổi chết người gọi là bệnh histoplasmosis, mà còn có thể thách thức những nhà ảo thuật tài ba nhất với khả năng của mình. Những côn trùng này coi thường cả lực hấp dẫn. Chúng đi trên tường, thậm chí trên trần nhà một cách rất dễ dàng. Trọng lực không đủ lớn để kéo chúng rơi xuống. Ở chân thằn lằn có những cái móng tí hon để bám chắc trên những bề mặt xù xì. Mỗi chân lại có một lớp da mềm và dính giúp chúng dính vào những bề mặt trơn nhẵn. Đồng thời độ lớn của trọng lực phụ thuộc vào khối lượng, trong khi đó chúng lại là những sinh vật tương đối nhẹ, lực tác dụng lên chúng không đáng kể. Thế còn những loài to lớn hơn? Một động vật với kích thước nhỏ như tắc kè có thể kiêu kỳ chế giễu lực hút của trái đất. Chúng chạy qua chạy lại trên tường như thể trọng lực không hề tồn tại, bởi những ngón chân đặc biệt của chúng có thể bám trên mọi địa hình. Mỗi chân của tắc kè có khoảng nửa triệu chiếc lông tơ, mỗi chiếc lông lại được chia thành hàng nghìn cái thìa nhỏ xíu. Điều đó tạo ra hơn 100 triệu điểm tiếp xúc cực nhỏ giúp bám vào bề mặt phân tử mà tắc kè bò qua. Và khi muốn di chuyển, nó chỉ cần cuộn ngón chân lại, phá vỡ liên kết phân tử. Thường thì tắc kè không được chào đón, nhưng thực ra chúng rất tận tâm trong việc báo đáp cho chủ nhà. Chúng ăn rất nhiều côn trùng trong nhà, nhưng cũng nên cẩn thận bởi chúng khá nóng tính và cắn rất đau. Vì thế hãy để chúng tự do đi lại.
Nếu bạn cho rằng cuộc sống của mình có quá nhiều khó khăn, bạn có thể học hỏi được vài kinh nghiệm sống từ những sinh vật của bóng đêm này. Trong cuộc chiến sinh tồn, bắt chiếc có thể là một kỹ năng vô cùng hữu hiệu. Chẳng hạn nếu muốn sống trên một cái cây, tốt hơn hết là trông giống cái cây ấy. Bạn có thể là một cái cành, một phần của tán lá hay thậm chí là một cái gai. Là một mảnh thân cây cũng là một ý hay. Nhưng hãy đợi đến khi chúng đưa mánh khóe lợi hại nhất ra trình diễn. Và nghệ sĩ trong tiết mục này là rắn mũi lợn. Một con rắn indigo đang lảng vảng gần đó để bắt rắn mũi lợn. Một trò bịp không thể tuyệt vời hơn. Ngay trước mũi kẻ thù, nó lăn ra giả chết. Bệnh này hình thành khi con người hít phải các bào tử nấm. Khi mắc bệnh, người bệnh sẽ bị sốt, tức ngực và nếu các cơ quan khác bị ảnh hưởng, bệnh có thể dẫn đến tử vong. Nghiên cứu để tìm ra cách điều trị vẫn đang được tiến hành. Các nhà khoa học hy vọng rằng tìm hiểu nguyên nhân có thể giúp rút ra giải pháp. Cuộc hành trình xuyên màn đêm vẫn tiếp tục. Và giờ là sự kỳ diệu đến từ đầm nước ở Borneo. Khi màn đêm buông xuống, kiến thợ dệt đã sẵn sàng phô diễn khả năng đặc biệt của mình. Chúng giao tiếp với nhau bằng cách để lại các dấu vết trên đường đi. Cộng tác là điều không thể thiếu nếu chúng muốn bắt được những thứ to lớn hơn như ve sầu. Cả đàn đã nhận được tín hiệu và kéo đến quanh con mồi. Ấu trùng kiến nhỏ bé giống một lọ keo sống tiết ra một sợi tơ, rồi kiến thợ dùng chúng để khâu lá cây lại với nhau. Đó chính là lý do tại sao chúng lại được gọi là kiến thợ dệt. Phòng này sẽ được dùng làm tủ đựng thức ăn. Thay vì tấn công, kiến thợ dệt thường chăm sóc và bảo vệ sâu bướm vì nó có mùi hương giống với mùi kiến và làm chúng thấy dễ chịu. Sâu bướm cũng tiết ra một chất ngọt từ bụng để thưởng cho những người chăm sóc tình cờ của nó. Kiến chăm sóc và cho rất nhiều loài thuộc họ nhà dẹp uống sữa, như thể chúng là một đàn bò sữa vậy. Chúng cư ngụ gần nơi ở của họ nhà dẹp. Những sinh vật nhỏ bé này ăn nhựa cây chi bần. Cũng giống như sâu bướm, những con dẹp tiết ra chất ngọt để nuôi kiến. Đổi lại, kiến bảo vệ dẹp khỏi những loài sâu bọ khác.
chim cánh cụt thần tiên ở Australia cao chưa đầy 35 cm. Chúng là loài duy nhất rời khỏi mặt đất vào buổi bình minh và chỉ quay trở về khi đêm xuống. Cả mọi người đều muốn quây quần bên nhau trong những đêm đông lạnh giá. Một vài loài ngủ trong suốt mùa đông, trong khi đó loài lửng không hề ngủ đông chút nào. Vào những ngày lạnh giá, chúng không ngủ mà chỉ hoạt động một cách uể oải. Quá trình trao đổi chất của chúng giảm xuống giống như khi ngủ đông, nhưng thời gian đó không kéo dài như ngủ đông. Không giống như khi ngủ đông, chúng không cần chuẩn bị gì ngoài việc lấy lá cây che hang để tránh gió lùa. Cuộc sống mới vừa bắt đầu sinh sôi ở một nơi khác trong lúc chúng ta tiếp tục cuộc phiêu lưu trong màn đêm. Khi đêm xuống trên bãi biển Costa Rica, rùa biển Olive Ridley tụ tập lại trên sóng, háo hức được lên bờ đẻ trứng. Trứng của loài rùa biển này rất quý giá bởi số lượng rùa còn lại không nhiều. Đứng giữa nhóm tình nguyện viên là nhà sinh vật học Radan Arauz, người đã khởi xướng dự án bảo tồn rùa biển. 5 năm trước, tất cả số trứng trên bãi biển đều bị những kẻ săn trứng trộm lấy đi. Từ đó đến nay, không có một con rùa con nào được sinh ra. Số lượng rùa giảm xuống theo từng năm. Giờ đây, Radan đang nỗ lực để bảo tồn loài động vật này. Các nhà sinh vật học sẽ theo dấu rùa cái trên cát để tìm đến tổ của chúng. Trong lúc đó, Radan đi gặp một vài người dân địa phương, cố gắng thuyết phục họ không ăn trứng rùa nữa. Thu thập trứng rùa đã trở thành một thói quen mà người dân nơi đây rất ưa chuộng. Vì thế Radan phải mất nhiều thời gian mới thuyết phục được họ. Một vài chai bia có thể giúp anh đạt được mục đích và bảo vệ rùa biển. Những vị khách cổ xưa thường đến bãi biển này vào ban đêm. Trong lúc đó trên bãi biển, nhóm tình nguyện viên vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Tín hiệu này có nghĩa là họ đã tìm được thứ gì đó. Những dấu vết trên cát đã dẫn những người trợ giúp tìm đến một ổ trứng còn rất mới. Cách duy nhất để đảm bảo chúng có thể chờ được đến ngày nở là đào số trứng lên và đưa đi nơi khác. Vỏ trứng không giòn mà có cấu tạo như một màng da mềm. Mặc dù vậy, họ vẫn phải cẩn thận với số trứng. Số trứng được đo kích thước và cân để biết